Thầy đứng ở đây này. Thầy đứng giữa giữa này. Hả? Chưa lên. Xem là có khán giả vào chưa là để bắt đầu nhá. Phải hát lên khán giả thế nào? Xin mời cả nhà cùng học hát với cả các nghệ sĩ với câu hát sầu đong càng lắc càng đầy tí nhịu. Bài đối của bài Thương Nhau Xin Nhớ Lời Nhau với phong cách của làng Trung Khê. Bài sầu đong càng lắc càng đầy thì là của Hiên Vân. Xin chào cả nhà nhá. Đấy, vào cái đã 50 người rồi. Càng lắc tần
em vừa mới vỡ bài này xong, cho nên là hát nó vẫn còn chưa được nhuần nhuyễn. Xin giới thiệu với cả nhà là nghệ sĩ ưu tú Quý Tráng, nguyên là giám đốc nhà hát, đang dạy các nghệ sĩ lời hát quan họ cổ. Cười là vì đi hát bị nhầm. Lưu ý là mọi người đang khen là nghệ sĩ Linh Kỳ vẫn trẻ và xinh quá. Cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn nó mặn mặn tí. Nó vẫn một cái âm ấy thôi, đừng có thay đổi âm gì cả nhé. Bởi tim 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 sao.
tim tìm, là tim tìm rằng anh Tư ơi, chứ lòng kính đấy ạ, với cả nghệ sĩ Vân Dung áo đỏ ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là cho em gặp anh Tráng cái. Thế là bố láo.
chiêm hy. Chiêm hy bài.